Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 20 của bộ truyện Ma Thiên Ký. Tập này được mang tên là Kịch Chiến. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì đám người Liễu Minh đã xếp trong 10 thứ hạng đầu rồi đang được những cái người ở phía dưới cấp thấp hơn trong từ uh, 11 tới 20 đó đang khiêu chiến thì chỉ còn lại một sót một tên thôi uh, cái tên này là cái tên đầu trọc gì đó thì uh, không ngờ lại muốn khiêu chiến với liễu minh thì cái tên này á uh, cũng tu luyện hình như cùng cái công pháp giống như liễu minh vậy uh, cùng được cái uh, ông nguyễn sư thúc gì đó truyền thụ công pháp uh, lách nghĩ là vậy thì đoạn cuối tập trước lúc này uh, hai người chuẩn bị đánh nhau rồi diễn biến tiếp theo như thế, như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, trên lôi đài ở phía dưới, tay áo cổ giác bỗng nhiên rung lên, lập tức một sợi luyện hồn tác vừa thu vừa to cuốn ra, xoay một vòng trên không rồi quay về cuốn chặt quanh người cổ giác. Từ xa nhìn lại trông như là một kiện trường bào màu đen, sau đó thân hình gã nhoáng một cái, hai tay nắm chặt thành quyền. Trong chốc lát một hồi răng rắc phát ra từ trong cơ thể gã, thân hình bỗng nhiên lớn hơn gấp rưỡi có thừa. Sau đó đại hán lại cười lạnh lẽo, một tay bấm niệm pháp quyết trong cơ thể bộc ra một luồng khí đen cuồn cuộn một hồi liền hóa thành từng đạo linh văn đen sì dán chặt lên phía trên trường bào sau một khắc một tầng sáng màu đen bên ngoài trường bào màu đen liên tục lưu chuyển không ngờ lại biến ảo thành một bộ quốc giáp đen nhánh gai nhọn chia chĩa ra ngoài gần như bao phủ mỗi một thức trên cơ thể cổ giác tiếp theo gã lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi một tay giơ ra chụp lấy rồi bôi lên mặt một màn kinh người xuất hiện ánh sáng màu máu trên mặt gã đại hán đầu trọc sáng người lên sau đó hóa thành một cái mặt nạ đồ quỷ đỏ tươi như máu trên mặt lộ ra hai con mắt phừng một tiếng hai ngọn lửa màu xanh ngọc bích bốc lên vốn là một đại hán cao lớn bình thường thoáng chốc đã tỏa ra âm khí bức người dường như là quỷ vật chính thức vậy thuật hàng quỷ dưới đài của đệ tử kiến thức rộng trải vừa chứng kiến cảnh này liền nhẹ ngào hô lên liễu minh nghe xong lời này thân sắc hơi đổi Mơ hồ nhớ ra mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi Hình như đây chính là một môn bí thuật cao thâm Có thể tạm thời kết hợp lực lượng quỷ hồn cùng thân thể Chẳng những tu luyện vô cùng phức tạp Hơn nữa người có thể chính thức tu thành Lại càng cực kỳ thưa thớt nữa Trong lòng hắn thoáng nhớ lại một chút Sau đó thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc Bắt đầu coi đối phương là đại địch chân chính rồi Hắn đột nhiên vỗ vào cái túi da bên hông Lập tức một luồng hắc khí cuốn ra một đầu quỷ vật bỏ cạp cực lớn lập tức xuất hiện trên mặt đất bên cạnh. Tiếp đó cổ tay của hắn lại rung lên, điên cuồng rót pháp lực trong cơ thể vào cái vòng đồng. Tiếng ông ông vang lên, sau đó một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng gần như thực thể xuất hiện trên cánh tay. Sau khi hắn chuẩn bị tốt hết thảy, cổ giác phía đối diện bỗng ngửa đầu giống to một tiếng không giống tiếng người. Tiếp theo, một chân giảm mạnh xuống mặt đất, thân hình giống như là đạn đá bắn thẳng về phía liễu minh hàng quan trong mắt liễu minh lóe lên tâm niệm vừa động bò cạp bên cạnh lập tức nhoáng lên xuất hiện chắn trước người hai tay lại bấm niệm pháp quyết từng đạo phong nhận lập tức hiện ra sau khi khẽ rung lên liền hóa thành một đường sáng màu xanh bắn đi phành phành mấy tiếng nổ lớn vang lên đại hán đồ trục đang lao nhanh về phía trước vậy mà lại không hề tránh né những đạo phong nhận kia cứ mặc cho chúng chém lên các nơi trên thân thể cốt giáp trên người gã dường như cứng rắn vô cùng làm cho tất cả phong nhận đều bật ngược trở lại chỉ lưu lại trên cốt giáp mấy vệt nhỏ màu trắng mà thôi. Thường hình gã đại hán đầu trọc chỉ thoáng chậm lại, sau đó lại tiếp tục cuốn theo một cổ cuồng phong lao vụt đến. Liễu Minh thấy như vậy, sắc mặt trầm xuống, mặc kệ việc đối phương sắp lao tới, hai tay hợp lại, rồi chậm rãi giang ra hai bên. Một đạo phong nhẫn khổng lồ dài vài thước bắt đầu thành hình. Cùng lúc đó, bạch cốt hạt trắng trước người lại vèo một tiếng, hóa thành một dãy ảo ảnh màu xanh tiến lên phía trước nghênh đón gã đại hán đầu trọc hét lớn một tiếng đánh một quyền vào hư không một luồng khí đen to cỡ cái miệng chén từ trên nắm tay gã ào ào cuốn ra bạch cúc hạt kêu lên một tiếng quái dị vừa hai cái càng lớn lên đỡ phía trước sau khi luồng khí đen đánh lên trên hai cái càng lập tức oanh một tiếng con quỷ vật bạch cúc hạt giống như túi vải bị đánh văng ra ngoài luồng khí đen kia không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh cực lớn đến như vậy vậy mà có thể dễ dàng một kích đánh bay bạch cúc hạt kia đi Bạch cúc hạt ở phía xa chuyển động nhanh như chớp, sau khi lắc lư mấy cái, đột nhiên khí xanh ở đầu bốc lên, che khuất thân hình nó vào trong không thấy đâu nữa. Mà lợi dụng một chút thời gian này, Liễu Minh cũng đã thi pháp hoàn tất. Hai tay rung lên, một đạo phong nhận khổng lồ giữa hai tay phát ra một tiếng nổ vang bắn nhanh đi. Thành một tiếng, đạo phong nhận cực lớn lóe lên, chém luồng khí đen làm hai nữa. Nhưng mà lực cản ẩn chứa trong đó cũng làm tốc độ của nó giảm xuống một chút. Đúng lúc này, thân hình đại hán đứng tại chỗ cũ, hung hăng đánh ra một quyền về phía đối diện phốc một tiếng ánh sáng màu đen trên nắm tay lóe lên đột nhiên một tầng cốt giáp đen nhánh xuất hiện bao trùm bên ngoài đồng thời lúc này rất nhiều sự khí đen nhẹ nhẹ cũng hiện ra trên cánh tay sau khi chúng cuộn cuộn lan ra phía trước nắm tay rồi ngưng tụ lại liền biến thành một cái nắm đấm cực lớn đen xì dài cỡ một xích lóe lên một cái đã đánh trúng đạo phong nhận khổng lồ đang phóng tới anh một tiếng động thật lớn vang lên sau khi cử quyền và phong nhận đâm với nhau, một cổ sóng khí lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Gần như cùng một lúc, song phương đều bật ngược lại phía sau. Ánh sáng màu xanh trên đạo phong nhận khổng lồ sau khi chớp động mấy lần, thoáng cái đã vỡ vụn ra thành từng khúc. Mặt ngoài cử quyền màu đen rung rẩy một hồi, sau đó cũng tan vỡ, lộ ra cút quyền đen nhánh ở bên trong. Chỉ thấy mặt ngoài cút quyền rõ ràng có thêm một vệt dao mờ. Sau khi được khí đen bốn phía cuộn cuộn bổ sung vào, liền nhanh chóng lắp đầy như lúc ban đầu. Sau đó đại hán nghe răng cười một tiếng, tay kia đột nhiên chụp một cái vào hư không về phía liễu minh. Phốc một tiếng, khi đèn trước người cuồng cuộn ngưng tụ, biến ảo thành hình dáng một cái móng vuốt cực lớn tầm nửa trượng. Sau khi rung lên, liền phát ra một hồi tiếng xé gió, bay vút về phía đối diện. Liễu minh biến sắc, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, lập tức năm sáu quả cầu lửa đỏ thẳm xuất hiện. Sau khi lóe một cái, tất cả đều hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn đánh trúng lên phía trên cự trảo một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên móng vuốt màu đen dưới nhiệt độ cực cao nhanh chóng bị hòa tan như là băng tuyết vậy cuối cùng hóa thành vô số sợi khí đen tiêu tán vào hư không một màn này khiến cho đại hán vốn tin tưởng mười phần cũng cảm thấy nao nao nhưng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng giơ một chân lên đập mạnh xuống lôi đài một cổ sóng địa chấn vô hình từ dưới chân gã lan ra làm cho mặt bể đá xung quanh nứt ra vô số khe hở nhưng mà hầu như cùng lúc vèo vèo hai tiếng hai cái cạn lớn dưới lớp đá vụn xông ra kẹp chặt lấy hai chân của gã đại hán đúng là bạch cúc hạt chẳng biết từ khi nào đã dùng thuộc ẩn dưới mặt đất trốn xuống dưới chân của gã đại hán đánh một kích bất ngờ nhìn động tác cực kỳ nhanh của nó xem ra trong địa chấn vô hình mà một chân đại hán tạo ra cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bạch cúc hạt hoặc có thể nói là căn bản không tạo thành chút ảnh hưởng nào cả đại hán mặc dù đã sớm phát hiện sự có mặt của bộ cạp nhưng đã đánh giá thấp sự lợi hại của nó rồi Lúc này gã đại hán đầu trục đã rơi vào thế bị động, vừa muốn tránh né đã không còn kịp nữa rồi. Gã chỉ có thể mở miệng kêu lên một tiếng quái dị, khí đen xung quanh lập tức cuồn cuộn ngưng tụ lại chỗ bắp chân, cốt giáp màu đen thoáng cái đã dày thêm mấy phần. Phành phành hai tiếng, hai cái cặn lớn kẹp mạnh hai chân đại hán, lập tức làm cho mặt ngoài cốt giáp nứt ra mấy cái rãnh thật sâu, dường như chỉ sau một khắc sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra. Nhưng lập tức, đại hán hừ lạnh một tiếng, một cánh tay khẽ rung lên, một tấm lụa màu đen từ ống tay áo bắn ra, cuốn một vòng đã dễ dàng cuốn chặt hai cái càng lớn lại. Sau đó gã lại lật tay kéo mạnh tấm lụa trở về, lập tức một luồng sức mạnh cực lớn mà người ta khó có thể tưởng tượng truyền vào tấm lụa. Bạch cốt hạt tuy rằng lợi hại, nhưng khí lực lại không có bao nhiêu, hầu như lập tức bị lôi tuột ra từ dưới bể đá lên, bay thật nhanh tới chỗ đại hán. Mà gã đại hán đầu trục đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cánh tay khẽ động, một nắm đấm được khí đen bao bọc nên thẳng về phía bạch cốt hạt quyền này còn chưa thực sự đánh tới khí đen mặt ngoài điên cuồng ngưng tụ sau đó bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái gai xương sắc bén dài nửa xích định một kích xuyên thủng đầu bạch cốt hạt nhưng mà đúng lúc này bỗng nhiên bạch cốt hạt kêu lên một tiếng cái đuôi khẽ động những tiếng xùy xùy vang lên tức thì hơn 10 cái đường sáng màu xám lóe lên đại hán chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh một hồi ngoài da đột nhiên hiện ra hơn 10 cái lỗ máu máu độc từ bên trong chảy ra không ngừng nắm đấm và xương cánh tay đang đánh ra tay rừng vô lực bay sượt qua thân hình bạch cốt hạt trong nháy mắt đã cứng ngắc không còn bất cứ cảm giác nào nữa mà lúc này cái đuôi mốc câu của bộ cạp lại một lần nữa hoa lên biến ảo ra hơn 10 đường sáng màu xám đâm tới sau khi cảm giác kinh sợ qua đi đại hán gầm nhẹ một tiếng cánh tay còn lại bỗng nhiên mơ hồ năm ngón tay như điện xẹt nắm lấy tấm lụa đen ném xuống mặt bể đá một tiếng nổ mạnh như đất rung núi chuyển toàn bộ bị đá đều khẽ rung lên hơn nữa thân hình bạch cúc hạt đều ngập sâu trong một cái hố đầy đá vụn trên đài trong nó dường như không bị thương nặng lắm nhưng toàn thân lại không cách nào nhúc nhích được gã đại hán đầu trọc có cơ hội tốt như vậy tất nhiên sẽ không đơn giản buông tha cho bạch cúc hạt cánh tay lại kéo tấm lụa màu đen một cái hùng tiếp tục quật mạnh cốt bộ cạp đang bị trói chặt mấy cái nữa nhưng mà đúng lúc này phúc phúc vài tiếng vài đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất chém tấm lụa màu đen ra làm hai đoạn non nửa tấm lụa màu đen đang trói chặt bạch cúc hạt lúc này liền hóa thành từng đám khí đen mà tan biến bạch cúc hạt dường như cũng lập tức khôi phục được khả năng hành động nhanh chóng lăn một vòng trong đống đá thoáng cái đã biến thành luồng khí màu xanh chui xuống dưới bể đá gã đại hán đầu trọc cũng không định đuổi theo mà sắc mặt âm trầm ngấn đầu nhìn về phía đối diện chỉ thấy bên kia hai tay liễu minh đang bấm niệm pháp quyết trước người có bảy tám đạo phong nhận màu xanh đang bay lơ lửng Hiển nhiên vừa rồi chính là do hắn đã nắm lấy cơ hội dùng thuật phong nhẫn chém đứt tấm lụa màu đen mới cứu Bạch Cúc hạt thoát cảnh bị vây khốn. Mà quá trình đại hán dây dưa với Bạch Cúc hạt nói thì lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ kéo dài trong 10 nhịp thở mà thôi. Ngọn lửa màu xanh lá trên mặt nạ của cổ giác bùng lên, ánh mắt dời xuống chỗ cánh tay bị thương, trong lòng có chút trầm xuống. Chỉ thấy 10 cái lỗ máu trên cánh tay tuy đã ngừng chảy máu, nhưng cả cánh tay đã sưng phụ lên, to hơn lúc trước không chỉ một chút hơn nữa một cảm giác tê rần lan khắp cánh tay thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể cử động nổi tuy vừa rồi gã đã lập tức sử dụng pháp lực ngăn trở nọc độc, độc lan ra các bộ phận khác nhưng không thể nghi ngờ cánh tay này đã không còn sử dụng được nữa rồi móc câu của con bọ cạp xương kia chẳng những có thể xuyên qua lớp cốt giáp phòng ngự trên cánh tay hơn nữa còn có chất độc lợi hại như vậy thực sự không phải quỷ vật cấp hung hãn bình thường có thể so sánh được gã đại hán đầu trục sau khi suy nghĩ một vòng trong lòng không thể không nghiêm túc thêm vài phần. Chúng đệ tử đứng ở dưới đài xem cuộc chiến cũng bị một phen giao thủ kịch liệt nhanh như điện xẹt giữa Đại Hán và Liễu Minh hoàn toàn hấp dẫn. Nhào nhào trợn mắt há mồm nhìn lên, không dám phân tâm một chút nào. Một đám linh sư ở trên ngọc đài cũng vì cổ giác thi triển bí thuật quỷ dị và cốt bộ cặp lợi hại của Liễu Minh mà cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trong đó giật mình nhất đương nhiên vẫn là bản thân khuê như tuyền. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ Liễu Minh ngoại trừ pháp thuật đại viên mãn ra vẫn còn một đầu quỷ vật cấp hung hãn như vậy. Trên bể đá ở phía dưới, Liễu Minh chợt cười cười mở miệng. <cười> Cổ sư huynh à, độc độc đồ bộ cạp này của ta rất mạnh đó, cho dù có thể tạm thời phong bế cũng không được lâu lắm đâu. Mà trong tình huống trong người có độc, người sau có thể tiếp tục tranh đấu với ta được chứ. Chỉ bằng nhanh chóng nhận thua, xuống dưới mau chóng giải độc đi thôi. Nếu không lỡ nhưng mà chậm, thực xảy ra điều gì ngoài ý muốn thực sự sẽ không tốt đâu đó. Hừ, nhận thua hả? À? Ngươi nghĩ cổ mổ cũng thật đơn giản đó Chỉ với chút chất độc ấy đã coi là gì chứ Bây giờ tỉ thí giữa ta và ngươi mới vừa bắt đầu mà thôi Gã đại hán đầu trọc nghe được lời ấy Lại điên cuồng cười một trận Một tay bỗng nhiên chuyển động Nắm lấy cánh tay trúng độc Năm ngón tay vững sức Xoẹt một tiếng Mạnh mẽ xé rách cả cánh tay ra Lúc này máu độc màu đen từ miệng vết thương trên bả vai trào ra Mà đại hán lập tức nói lẩm bẩm Bên ngoài lớp da cánh tay bị kéo đứt Hiện ra vô số phụ văn màu đen sau khi nhoáng một cái biến thành một luồng khối đen bay trở lại trong cơ thể của gã sau một khắc một luồng khí đen tuôn ra ở miệng vết thương trên bả vai của đại hán sau khi cuồn cuộn ngưng tụ lại liền hóa thành một cánh tay bằng xương hoàn chỉnh đen nhánh tiếp đó chi chít chằng chịt tư máu màu đỏ thẳm xuất hiện từng lớp từng lớp máu thịt nhanh chóng phủ trọn cả cánh tay bằng xương chỉ sau mấy nhịp thở một cánh tay nguyên vẹn không tổn hao gì xuất hiện một lần nữa dưới ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi của tất cả mọi người một màn này chẳng những khiến cho đám đệ tử dưới đài trợn mắt há mồm, mà kể cả đám linh sư trên ngọc đài cũng giật mình kinh sợ. Dương Càng vốn là người xếp bằng ngay ngắn dưới lá cờ đánh số 1, từ đầu tới cuối luôn nhắm mắt, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn nhìn về phía đại hán đầu trọc đang ở trên đài, trong mắt thấp thoáng có ánh sáng màu bạc chớp động liên hồi. Về phần những đệ tử khác như Phong Thiền, Tiên Tuệ Nương, khi chứng kiến một màn không thể tưởng tượng nổi như vậy, tất cả đều biến sắc. Hai cho đoạn chi trùng sinh, Xem ra thuộc hàng quỷ của cái này đã trung hợp với quỷ phách của một đầu quỷ vật có được loại thần thông này rồi. Loại quỷ vật này á, vậy mà nhân thực sự rất hiếm thấy Cũng không ngờ hắn lại có thể tìm được, hơn nữa lại tế luyện thành công. Chứng môn manh quỷ tông vỗ tay cười cười, nói Đúng vậy, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện này. Nhưng mà thuộc hàng quỷ mặc dù có thể dung nhập thần thông của quỷ vật, nhưng tỷ lệ rất thấp. Cơ duyên của đệ tử tên cổ giác kia cũng không nhỏ đâu, nhưng cũng bởi vậy môn hạ của khuê sư huynh đã phiền toái lớn rồi mặc dù có đầu cốt bọ cạp kia tương trợ nhưng chỉ sợ cũng khó thủ thắng được đó sở kỳ trừng mắt nhìn một màn sau đó cười nhẹ một tiếng rồi nói chưa đấu xong chuyện ai thắng ai thua khó có thể nói trước được khuê như tuyền cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh sau khi nghe xong những lời ấy trong lòng trùng xuống nhưng trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc nào trả lời như vậy Cùng lúc đó trên lùi đài ở phía dưới Liễu Minh tận mắt chứng kiến cảnh gã cả đại hán đầu trọc Một cho cánh tay mới sắc mặt cũng tái xanh đi Nhưng sau khi hít sâu một hơi Tay áo bỗng nhiên rung lên Một thanh đoạn kiếm được bao bọc ở trong một tầng ánh sáng màu xanh Lập tức hiện ra Linh khí Đại hán vốn muốn cười lớn một tiếng Sau đó định dùng khí thế lông trời lỡ đất xông tới Giọng nói bỗng lạc đi tràn đầy vẻ kinh ngạc Đúng lúc này, cái bóng màu xanh lóe lên trên mặt đất xung quanh Liễu Minh Bạch Cúc Hạc không một tiếng động nhảy ra chắn trước người hắn. Chúng đệ tử đang quan sát cuộc chiến lại xung sau một trận. Khi Liễu Minh thả ra Bạch Cúc Hạc, hai hàng lông mày của Cao Trùng đã hơi nhíu lại rồi. Lúc này sau khi nhìn rõ, hắn lấy ra thanh đoạn kiếm màu xanh, sắc mặt gã không khỏi lạnh đi. ngươi cho rằng một kiện linh khí là có thể ngăn cản ta sao? Được, ta cũng sẽ cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn áp trưng của ta lợi hại như thế nào. Gã đại hán hừ một tiếng, đột nhiên một tay gỡ mấy cái túi da bên hông xuống rồi ném ra không trung, đồng thời vù vù đấm ra mấy quyền. Sau vài tiếng nổ, mấy cái túi da bị vài quyền ảnh đánh cho tan tành, từ trong đó rơi ra vô số vật màu trắng nhỏ cỡ ngón tay cái. Sau đó hai tay đại hán bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, khi đen trên người cuồn cuộn phóng lên trời, quấn quanh toàn bộ những vật nhỏ đang rơi xuống mà quay trở lại. Cùng lúc đó, cốt giáp trên người đại hán bỗng nhiên tán loạn biến mất, biến thành khí đen cuồn cuộn điên cuồng xoay tròn xung quanh trong chốc lát thân hình gã đã hoàn toàn bị khí đen bao phủ trừng hồi quỷ khóc phát ra từ trong khí đen ban đầu chỉ là một hai tiếng thôi nhưng lập tức trở thành mười tiếng mấy chục tiếng cuối cùng lên tới hàng trăm dường như bên trong đang có rất nhiều quỷ vật cùng gào rống vậy mà phạm vi khí đen càng ngày càng lan rộng chỉ trong nháy mắt đã chiếm một vùng vài chục trượng liệu mình thấy như vậy trong lòng cả kinh tay áo lập tức phất về phía đối diện hơn 10 đạo phong nhận đang lơ lửng trước người lập tức bắn đi, kèm theo là những tiếng xé gió chối tay. Sau vài tiếng trầm đục, toàn bộ phong nhận lóe lên rồi chui vào trong vùng khí đen, nhưng lại không có bất cứ tiếng động nào truyền ra, giống như là trâu đất xuống biển vậy. Trái lại, trong vùng khí đen như bị cái gì đó kích thích, diện tích thoáng cái đã tăng lên vài phần. Sắc mặt liễu minh trầm xuống, tiếng vù vù trên thanh đoạn kiếm trong tay vừa vang lên, một tầng văn trận màu xanh nhạt đã chợt lóe lên rồi biến mất sau đó cánh tay của hắn vung lên chém một cái về phía đối diện một tiếng thanh minh vang lên một đạo kiếm khí xanh biếc dài vài thước xuất hiện trên thanh đoạn kiếm phút một tiếng kiếm quang xanh biếc phát ra quàng quang cực kỳ sắc bén chém thẳng vào tận chỗ sâu trong vùng khí đen như chém đậu hũ vậy đúng lúc này có vài tiếng quỷ khóc chói tai truyền ra ba cái đậu lâu lớn bằng nắm tay từ trong khí đen xông ra đánh trúng đạo kiếm khí màu xanh ba tiếng nổ oành oành vang lên ba cái đầu lâu nổ bung ra thành ba luồng ánh sáng màu đen kiếm khí màu xanh chợt lóe lên vài cái sau đó bị cuốn vào ba luồng ánh sáng màu đen kia rồi cứ như vậy tán loạn biến mất liễu minh thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi đang muốn làm gì đó thì khí đen đối diện chợt quay cuồng một trận sau đó luyện hóa thành một bức tượng đen sì cao ngất ầm ầm lao đến phía hắn ở bên trong khí đen từng cái đầu lâu phát ra tiếng gào thét thê lương điên cuồng bay lượn số lượng chừng hơn trăm cái Lúc trước Liễu Minh đã chứng kiến uy lực của ba cái đầu lâu tự bạo Lúc này lại gặp tình huống này Trong lòng đương nhiên rất run sợ Hắn không chậm trễ chút nào Một tay bấm niệm pháp quyết Lập tức từng điểm sáng màu đỏ sáng rực lên phía trước người Một quả cầu lửa bỗng dưng hiện ra Ngón tay của hắn điểm nhẹ một cái Lập tức điên cuồng phình to Trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu khổng lồ Đường kính chừng nửa trượng Đồng thời màu sắc cũng trở nên đỏ thẳm Thuộc quả đạn đại viên mãn trong khi đèn lập tức truyền ra âm thanh sợ hãi của đại hán lúc nãy bức tường đen sì chỉ còn cách liễu minh chừng bảy tám trượng vội vàng ngừng lại muốn quay vòng trở lại nhưng trong khoảng cách gần như vậy liễu minh căn bản sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào một tay đột nhiên đẩy ra quả cầu lửa khổng lồ gào thét đập lên bức tường ánh sáng màu đỏ sáng rực cả không gian sau đó ầm ầm nổ tung ra một tiếng nổ lông trời lỡ đất sóng lửa đỏ thẳm cuồn cuộn bốc lên sau đó hóa thành một đám mây lửa đỏ đậm bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh. Những cái đầu lâu trắng kia sau khi bị sóng lửa cực nóng quét qua, nhào nhào hiện ra rồi nổ tan. Hơn nữa bức tượng màu đen đều bị thổi bay. Đúng lúc này, một bóng người men theo chỗ bức tượng bị thổi bay mà bắn ngược ra phía sau. Hàng quan trong mắt liễu minh lóe lên, thanh đoạn kiếm trong tay chợt hiện lên hai tầng văn trận rồi biến mất. Tiếp tục là một đạo kiếm quang xanh biếc chém ra. Lúc này tốc độ đạo kiếm quang cực nhanh, chỉ lóe lên một cái đã vượt qua bốn người kia, lập tức chém gã làm hai đoạn. Điều này làm cho đệ tử dưới đài thét lên kinh hãi, nhưng sau khi nhìn kỹ, sắc mặt Liễu Minh vẫn lạnh lẽo vô cùng. Bốn người bị chém đứt đôi kia rõ ràng chỉ là một cái khung xương người mà thôi. Lúc này đám mây lửa đã tản đi, khí đen còn sót lại cuồn cuộn bay về một chỗ ngưng tụ lại. Sau đó bóng dáng gã đại hán đầu trục lại hiện ra thêm một lần nữa. Chỉ có điều lúc này, áo đen trên người đã rách như sơ mướp, mặt nạ trên mặt cũng vỡ ra non nữa lộ ra gương mặt ghê rợn khô quát màu xanh bích lục làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có một cảm giác nổi hết da gà hiển nhiên quả cầu lửa khổng lồ vừa rồi đã làm cho gã chịu trọng thương không nhẹ vậy mà người cũng tu luyện thuộc hỏa đạn đến cảnh giới đại viên mãn không thể nào để hắn đầu trọc nhìn chằm chằm vào liễu minh miệng lẩm bẩm những điều mà cổ huynh không ngờ tới chỉ sợ còn nhiều lắm đứt. Liễu Minh thản nhiên nói, đồng thời thầm đánh giá qua lượng pháp lực còn thừa lại trong cơ thể. Sau đó ném thanh đoạn kiếm lên không trung, một tay bấm niệm pháp quyết. Mặt ngoài thanh đoạn kiếm lóe lên ba tầng linh văn, sau đó liền xoay tròn, biến thành một cái vòng tròn màu xanh, hơn nữa càng ngày lại càng biến lớn, tỏa ra hàng quang lạnh lạnh. Cùng lúc đó, bạch cốt hạt cũng hóa thành cái bóng màu xanh bổ nhào về phía đại hán. Nó chưa thực sự tới nơi, nhưng mà cái mốc câu ở chớp đuôi thoáng một cái đã biến thành hơn 10 đường sáng xám xịt đâm tới. Đại hán đầu trục cũng không tránh né, trái lại sau khi hừ lạnh một tiếng, một chân dẫm mạnh xuống đất, hơn trăm mảnh xương vỡ vụn nằm trên mặt lôi đại phía trước người phóng lên trời. Sau đó đột ngột tụ lại biến thành một tấm cốt thuẫn cực dày trắng trước người. Một hồi tiếng phầm phập liên tiếp vang lên. Phía trên cốt thuẫn đột nhiên xuất hiện thêm 10 cái lỗ nhỏ màu đen. Không ngờ tấm thuẫn này lại có thể mạnh mẽ cản lại công kích nhanh như điện xẹt của cái móc câu Bạch Cúc Hạc kêu lên một tiếng xì xì, thân hình uốn éo muốn bay sượt qua Cúc Thuẫn tiếp tục tấn công Đại Hán. Nhưng mà đúng lúc này, trên mặt Đại Hán hiện lên vẻ quỷ dị, chỉ đưa tay điểm nhẹ lên Cúc Thuẫn. Cúc Thuẫn đột nhiên vỡ vụn ra, vô số mảnh xương vỡ lại quay tròn xung quanh Bạch Cúc Hạc, sau đó lập tức hóa thành một cái cốt lao, cực lớn, dài rộng vài thước, nhốt chặt quỷ vực vào trong đó, rơi thẳng xuống đất. Bạch Cúc Hạc kinh hãi, dốc sức liệu mạng dễ dụa trong cốt lao, hai cái càng lớn điên cuồng đập kẹp không ngừng nhưng mà trong thời gian ngắn căn bản không cách nào thoát thân được liễu minh thì đang gấp rút huy động thanh linh khí đoạn kiếm thấy như vậy cũng khẽ giật mình đúng lúc này đại hán đầu trọc lạnh lùng nói một câu bạch sư để liên tục thúc dụng pháp thuật uy lực lớn đồng thời thúc dụng linh khí như vậy bây giờ e rằng chỉ còn sót lại một kích thôi các hạ cần gì phải nhiều lời như vậy pháp lực của ta đúng là không còn nhiều nhưng vài loại bí thuật mà cổ huynh thi triển lúc trước có loại nào mà không phải tốn nhiều pháp lực chứ Liễu Minh mà không đổi sắc trả lời Nếu đã như vậy Ta và ngươi không bằng quyết định thắng thua một kích cuối cùng này Ngươi thấy sao Gã đại hán hít sâu một hơi Chậm rãi nói Rất tốt, bạch mũ đúng là đang có ý này đó Ánh mắt Liễu Minh lóe lên Cũng đồng ý một tiếng Đại hán nghe như vậy cười lớn một trận Tay áo hướng xuống mặt đất rung lên Sau khi khí đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt xung quanh bay vọt vào trong Bộ quần áo đen trên người của gã đã trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Đồng thời mặt nạ màu máu cũng nhanh chóng được phục hồi, một lần nữa che đi khuôn mặt gớm ghiếc. Ngọn lửa màu xanh lá trong hai mắt gã cũng bụng cháy lên, sau đó cánh tay đại hán nhấc lên, đánh một chiêu vào hư không về phía mặt đất. Vô xuống mảnh xương vỡ rơi lả tả trên lôi đài đua nhau bay lên trời, tụ lại trong không trung trước người của gã. Sau một hồi âm thanh hỗn loạn phát ra, một thanh cốt kiếm ghê người dài hơn một trượng được khí đen từng từng lớp lớp bao phủ xuất hiện trong hư không. Gã đại hán đầu trọc há cái miệng phun ra một ngụm máu, nó nhanh chóng hóa thành một đám sương máu chui vào bên trong cốt kiếm. Sau một khắc, cốt kiếm khổng lồ vốn trắng hiếu liền tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Trên thân kiếm bỗng hiện ra từng đạo linh văn màu máu. Chúng dường như là vật còn sống nhúc nhích không thôi, tản ra khí lạnh bức người. Ủa sao quỷ cốt kiếm cả này vậy mà thật sự tu thành khống cốt đại pháp trong truyền thuyết nếu không tuyệt không thể biến ảo ra đồ kiếm này. Trên ngọc đài, một gã linh sư thấy như vậy, rốt cuộc không nhịn được mà nghẹn ngào hô lên. Mà kể cả trưởng môn manh quỷ tông và các vị linh sư khác, sau khi nhìn thấy liễu minh thả ra quả cầu lửa khổng lồ, cũng đã nhìn nhau một lần, bây giờ lại nhìn thấy cốt kiếm xuất hiện, thần sắc lại càng âm tịnh bất định. Còn Khôi như tuyền thì hoàn toàn ngây người. Lúc này liễu minh chứng kiến hình dáng quỷ dị của cốt kiếm cũng cực kỳ kinh hãi Nhưng đã đến lúc này, hắn cũng không thể rút lui, chỉ điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể rót vào trong thanh đoản kiếm trên không trung linh khí biến thành vòng tròn đã lớn cỡ cái bánh xe lúc này bởi vì tốc độ quay quá nhanh nên đã bắt đầu phát ra tiếng ô ô quái dị hơn nữa theo pháp tiến vào càng nhiều nó vẫn đang không ngừng biến lớn thần sắc gã đại hán đầu trọc vốn tin tưởng mười phần vừa thấy cảnh này trong lòng cũng rùng mình lúc này gã không còn có bất kỳ chút do dự nào nữa hai tay bắt quyết một tay nắm lấy câu kiếm quét ngang một cái ra phía trước người Áo đen trên người gã rọt một tiếng, hóa thành một đám khí đen bay nhanh về phía trước. Sau khi quấn quanh cốt kiếm mấy vòng, liền biến thành một ngọn lửa đen hừng hực. Khí tức hung tợn của cốt kiếm càng mạnh hơn. Đại hán đầu trọc hét lớn, hai tay dùng lực, đột nhiên huy động cốt kiếm cực lớn hung hăng bổ một cái về phía đối diện. Một đầu dao lông đỏ như máu từ trên thân cốt kiếm bay ra, dường nành múa vuốt, rít lên một tiếng kỵ quái, bổ nhào về phía liễu minh. Những nơi mà nó bay qua Hư không xung quanh mơ hồ vặn vẹo biến dạng Mà sau khi chém ra một kiếm này Thành cú kiếm ghê người và mặt nạ trên mặt đại hán Sau một tiếng răng rắc giòn vang Đã hoàn toàn vỡ vụn Liễu Minh quát lớn một tiếng Vòng tròn màu xanh trên không trung rung lên Bay vút về phía trước Kèm theo đó là những tiếng xé gió chói tai Một tiếng nổ lớn như đất rung núi chuyển Vòng tròn màu xanh và con dao lông đỏ như máu đâm mạnh vào nhau Ánh sáng xanh chợt lóe vòng tròn màu xanh thoáng cái đã chém ngọt từ đỉnh đầu huyết dao tới tận giữa thân hình trông như là nó không thể ngăn cản được chút nào nhưng ngay sau đó toàn thân huyết dao nổ tung hóa thành biển máu cuồn cuộn vây trọn vòng tròn màu xanh vào trong ngay cả khi vòng tròn chuyển động nhanh chóng phát ra hàng quan màu xanh mênh mông chém tan hầu hết huyết vụ xung quanh vậy mà lại càng có nhiều huyết khí phát ra mũi tanh cuồn cuộn cuốn tới huyết vụ và hàng quan màu xanh kịch liệt quần thảo làm cho thể tích của vòng tròn màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại. Trùng nháy mắt đã rút nhỏ lại chỉ còn cỡ chậu rửa mặt mà thôi. Gã đại hán đầu trọc thấy như vậy trong lòng lập tức vui vẻ. Nhưng mà đúng lúc này, Liễu Minh ở bên kia lại hư một tiếng, một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về phía vòng tròn màu xanh. Anh một tiếng! Vòng tròn màu xanh bỗng nhiên giống như là tấm gương vỡ vụn ra, thả ra gần trăm đạo kiếm khí vô cùng nhỏ, dưới sự điên cuồng chém giết của kiếm khí toàn bộ biển máu đều bị xuyên thủng như cái tổ ông hơn nữa vài đạo kiếm khí trong đó lại chợt lóe lên phóng thẳng đến chỗ của cổ giác vài đạo kiếm khí này còn chưa thực sự chém tới một cổ hạn khí sắc bén đã phóng tới trước khiến cho lông tóc toàn thân cả đại hán đều dựng đứng cả lên cổ giác kinh hãi đang định thi pháp ngăn cản nhưng hãy mắt chợt thối sầm lại hai chân loạn choạng thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống tại chỗ Lúc này pháp lực trong cơ thể của gã đã không còn sót lại chút nào, gương mặt đột nhiên tái xanh đi. Phành phành vài tiếng, một luồng gió đen thổi qua, trong nháy mắt đã mạnh mẽ thổi bay mấy đạo kiếm khí kia đi. Tiếp đó không trung trên đỉnh đầu cổ giác chợt dao động, thân hình của lão giả béo mập chợt lóe lên hiện ra, thản nhiên tuyên bố. Cuộc tử thớ ngờ mà thông thiên truyền thông. Vừa dứt lời thân hình của lão lại nhoáng lên một cái, xuất hiện sau lưng cổ giác, bành bạch vài tiếng nhanh chóng vỗ vài chưởng lên người của gã sắc mặt của gã đại hán vốn đang tái nhợt dị thường lập tức đã có chút hồng hào lên lúc này huyết vụ trên bị đá sau khi bị kiếm quan màu xanh điên cuồng chém cho một trận rốt cuộc đã toàn bộ tán loạn biến mất mà kiếm quan màu xanh cũng chỉ còn lại của mười mấy đạo mà thôi sau khi phát ra một tiếng cao vút liền vỡ vụn ra chỉ còn lại một thanh đoạn kiếm rơi từ trên cao xuống vẻ mặt liễu minh không chút thay đổi giơ tay khẽ vẫy linh khí liền biến thành một đường sáng màu xanh bay thật nhanh quay về lóe lên chui vào trong tay áo không thấy đâu nữa người làm như thế nào ta đã tự thử qua một kích toàn lực của huyết sát quỷ cố kiếm linh khí bình thường sau khi kích phát hai ba tầng cấm chế tuyệt đối không thể ngăn cản mặc dù gã đại hán độ trọc khó khăn lắm mới đứng vững được thân hình nhưng vẫn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn liễu minh mà hỏi ta đây cũng không rõ lắm có lẽ do phút cuối cùng pháp lực của cổ sư huynh không đủ một kích cuối cùng vẫn chưa phát huy ra uy lực chân chính đó Liễu Minh chừng chừ trả lời như vậy, nhưng mà trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu như thực sự so sánh pháp lực trong cơ thể nhiều hay ít, quả thực hắn thua xa đối phương. Nếu không phải là toàn bộ công kích lúc trước, hắn đều tiết kiệm hết sức lượng pháp lực phát ra, người hao hết pháp lực trước tiên nhất định là hắn rồi. Chỉ có điều pháp lực của hắn tinh thuần hơn xa so với đệ tử bình thường, cho nên sử dụng một lượng pháp lực ít hơn, nhưng uy lực những pháp thuật mà hắn thi triển ra, thoạt nhìn cũng không giảm, khiến cho người khác không thể nào nhận ra chân tướng được mà một kích cuối cùng hắn dùng linh khí biến hóa ra vòng tròn màu xanh mới thực sự vận dụng toàn bộ pháp lực không hề giữ lại chút nào cũng giống như cổ giác vừa nói vậy nếu đổi một người khác đánh ra một kích cuối cùng kẻ thất bại tuyệt đối không phải là gã đại hán đầu trọc dù sao một gã đệ tử linh đồ hậu kỳ bình thường nếu thúc giục ba tầng cấm chế của đoạn kiếm có thể phóng ra sáu bảy mươi đạo kiếm khí đã là không tệ rồi cũng chỉ có liễu minh mới có thể thoáng chốc thả ra trên trăm đạo Điều này cho thấy mức độ tinh thuận của pháp lực trong cơ thể hắn gần như đã có thể khiến cho uy lực của linh khí tăng thêm gần một nửa. <laughs> uy lực một kích cuối cùng nhiều hết, chính ta còn không rõ ràng hay sao? Cổ giác hừ một tiếng, đang muốn nói tiếp thì nhất thời không biết nói như thế nào. Lúc này sắc mặt của lão giả béo liền trầm xuống, nói. "Đúng rồi, tử thứ đã xong rồi, các người đều đi xuống đi, chẳng lẽ còn cần lão phu tiễn các người hay sao vậy? Cố giác và Liễu Minh nghe như vậy liền rùng mình, vội vàng khom người, hô không dám. Sau đó cả hai lập tức rời khỏi lôi đại trung tâm, tự động đi về dưới lá cờ của mình. Này cần ba, đứng cây nơi bao Giọng nói này đúng là của lão giả béo Nguyễn Sư Thúc truyền âm. Trong lòng Liễu Minh thầm rùng mình, nhưng mà trên mặt lại không lộ ra chút khác thường nào. Tiếp tục đi đến dưới lá cờ của mình rồi khoanh chân ngồi xuống. Lúc này trên ngục đài Mọi người lặng ngắt như tờ Kết quả trận chiến vừa rồi Chưa chỉ sư đệ thế như thế nào Sau một lúc lâu Trưởng môn manh quỷ tông mới từ từ mở miệng Hỏi ý kiến các vị linh sư khác Thực sự đáng tiếc Bất kể là bạch sư điệt hay là cổ sư điệt Thực lực đều rất mạnh Có thể nói là điều vượt ngoài dự đoán của chúng ta Hai người bọn chúng chỉ sợ đều có năng lực tranh đoạt Năm thứ hạng đầu Không là ba thứ hạng đầu Nữ tử Hội lâm thở dài một tiếng rồi nói Giờ phút này trong lòng nàng hết sức buồn bực Nếu biết trước liễu mình có linh thể bí ẩn như thiên tuệ linh thể Lúc trước cho dù nàng phải liều mãn đắc tội khuê như tuyền Cũng sẽ tranh giành hắn làm đệ tử của mình rồi Nếu vậy thì hiện tại trong 10 đệ tử đứng đầu Chi của mình chẳng phải có thể chiếm hai vị trí rồi sao Đương nhiên hiện giờ đã muộn Khuê như tuyền tuyệt đối sẽ không giao liễu minh cho chi quỷ vũ của nàng Đúng vậy Đặc biệt là cổ sư điệt đó hey, Vậy mà hắn có thể luyện thành bí thuật khống cúc đại pháp đó Trương Sư Đệ hình như hắn là đệ tử của chi huyền phụ các ngươi thì phải ha Chẳng lẽ trước kia ngươi không hề phát hiện ra gã đệ tử này có thiên phú như vậy sao Nét mặt sở kỳ cũng thoáng hiện lên chút cổ quái Quay sang hỏi đạo sĩ trung niên Trương Sư Thúc kia một câu Trước đây cổ giác chỉ là đệ tử của ba linh mạch Vẫn chưa thể xếp hạng vào trong đệ tử thân truyền của chi chúng ta Bản thân ta cũng thực sự không biết chuyện hắn đã lặng lẽ tu luyện không cốt đại pháp này nếu biết chuyện này sớm một chút, làm sao mà ta lại không chú trọng bồi dưỡng, cho dù hắn không cách đầu trở thành linh sư, nhưng chỉ dựa vào thiên phú có thể luyện thành môn đại pháp này thôi, cũng tuyệt đối có giá trị để bổn chi không tiếc tài nguyên mà bồi dưỡng rồi. Nhưng mà hiện giờ vẫn chưa muộn mà, chỉ cần người này có thể tu luyện môn đại pháp này tới cảnh giới nhất định, như vậy mấy món đồ mà bổn tông luôn luôn phong ấn, cuối cùng có thể tìm được người sử dụng rồi. Trương sư thúc cười khổ một tiếng, nhưng lập tức lại có vài phần hưng phấn trả lời. Đúng vậy, từ sau khi lục âm tổ sư lập tông cho tới nơi người có thể luyện thành không có đại pháp chỉ có không quá ba bốn người mà thôi. Mà mấy món đồ kia cũng chỉ có người tu luyện môn đại pháp này mới có thể sử dụng thành thảo. Trương sư đệ, hiện tại cho dù cổ giác này không có duyên bước vào danh sách mười đại đệ tử, khi trở về cũng nhất định phải bồi dưỡng cho thiệt tốt. Nó không chừng, sau này hắn cũng là một trong những chiến lực quan trọng của bốn tông đó. Trưởng môn manh quỷ tông nghiêm túc nói, Trưởng môn sư huynh yên tâm đi Thi đấu lần này vừa kết thúc Ta sẽ lập tức thu hắn làm đệ tử Nhất định bộ dưỡng hắn tu luyện thành công khống cốt đại pháp Trương sư thúc đáp không cần suy nghĩ đời tốt rồi khuê sư đệ Trận chiến này biểu hiện của bạch sư đệ cũng hết sức kinh người Hắn chẳng những ngưng các thuật ấn phong nhận Thậm chí ngay cả thuật hỏa đạn Cũng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn Xem ra đích thực là thiên thoại linh thể Trong truyền thuyết rồi Hơn nữa còn là cấp bậc không thấp đâu linh thể từ bát tuệ trở lên đó nhưng mà thanh đoán kim trong tay hắn cuối cùng biến hóa thành cái vòng tròn màu xanh công kích làm sao mà ta lại cảm thấy hơi quen mắt vậy ha giờ cái có phải là linh khí mà ngươi ban cho hắn không vậy trưởng môn manh quỷ tông lại quay sang hỏi khuê như tuyền một câu ta cũng không ngờ tiểu tử thông thiên này lại còn ngưng kết ra thuật ấn hỏa đạn vì chuyện kiện linh khí này cũng không phải là do ta ban cho nếu ta đoán không sai kiện linh khí này hẳn là linh khí của thanh nguyệt kiếm của dư đạo hữu bên thiên nguyệt tông thời điểm dư đạo hữu vẫn lạc trong miệng con xích giao thông linh kia tiểu tử này vừa dặn ở gần đó khôi như tuyền cố gắng kiềm nén hưng phấn vì liễu minh đã giành chiến thắng vội vàng trả lời đồng thời trong lòng cũng có vài phần oán thầm liễu minh vậy mà hắn còn che giấu nhiều chuyện như vậy ừ, ta hiểu rồi xem ra cơ duyên của hắn thật sự là không nhỏ ha lai lịch của thanh nguyệt kiếm này ta cũng biết đôi chút ở ban đầu nó cũng không phải là vật của thiên nguyệt tông hiện tại bị đệ tử Bổng tông nhặt được vậy tất nhiên nó là vật của bốn tông rồi nếu như thiên nguyệt tông phái người đến đây dò hỏi chuyện này người cứ diệt đuổi chúng giờ là được rồi trưởng môn manh quỷ tông có chút hiểu ra lập tức cười ha hả rồi trả lời vậy tiểu đệ thay mặt tiểu tử kia đa tạ lời này của trưởng môn sư huynh khôi như tuyền nghe như vậy lập tức trở nên vui vẻ theo lý mà nói, loại linh khí nhặt được này đúng là vật vô chủ, ai nhặt được là của người đó. Nhưng nếu Thiên Nguyệt Tông thực sự muốn truy xét đến Liễu Minh, dĩ nhiên sẽ xuất hiện một số rắc rối. Dù sao đây cũng là một kiện linh khí trung phẩm có chút danh tiếng, bản thân Thiên Nguyệt Tông lại là một tông môn mạnh trong một quốc gia, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Nhưng hiện tại có chữ môn manh quỷ tông nói như vậy, tất nhiên là lấy tư cách tông môn chống đỡ tất cả phiền toái liên quan đến thanh nguyệt kiếm. Sau này Liễu Minh sẽ tránh được rất nhiều điều lo âu hiển nhiên cũng bởi vì biểu hiện của Liễu Minh đã khiến cho vị trưởng môn sư huynh này khá xem trọng. Lần thi đấu này ta cũng không ngờ sẽ xuất hiện nhiều đệ tử ẩn dấu thực lực sâu như vậy. Chúng ta còn hơi bẩn tâm về chuyện đời tiếp theo của bốn tông không bằng các tông môn khác, nhưng hiện tại cũng đã yên tâm không ít rồi. Trưởng môn manh quỷ tông cười tủm tỉm nói với những người khác. Đây là do tổ sư gia phù hộ mới khiến cho bổn tông thoáng chốc đã xuất hiện nhiều đệ tử xuất sắc như vậy nếu không chừng không bao lâu bổn tông sẽ hưng dưỡng một lần nữa những linh sư khác cũng có chút hưng phấn mà sôi nổi nghị luận lần thi đấu đại giác này biểu hiện xuất sắc của đám đệ tử quả thực vượt qua dự liệu của bọn họ hơn những lần thi đấu trước kia rất nhiều ừ, tuy nhiên chúng ta cũng không nên vui mừng quá sớm gì ta nghe nói thiên nguyệt tông và mấy tông môn khác dường như cũng xuất hiện một vài kẻ đệ tử thiên tài Họ đặc biệt là thiên nguyệt tông thời gian gần đây mới phát hiện ra một đệ tử có thông linh kiếm thể kiếm tù giống là tồn tại cực kỳ khó chơi rồi Đâu lại có thêm sự phối hợp của loại kiếm thế này mà nói Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết lợi hại đến đường nào rồi Chỉ sợ rằng thành tựu sau này của cả đệ tử thiên nguyệt tông kia Tuyệt đối không thuộc kém đệ tử của thiên linh mạch trong truyền thuyết Với lại trong hàng đệ tử mơ nhập môn của phong hỏa môn Nghe nói cũng xuất hiện một cá thiên tài yêu nghiệt Đồng thời có được hai loại linh mạch thủy hỏa Hơn nữa đều có tư chất chính linh mạch Về phần huyết hà điên và cửu khiếu sơn tuy còn chưa có tin đồn gì truyền ra nhưng chắc chắn cũng không thiếu đệ tử thiên tài cho nên vì lần thi luyện sinh tử tới đây trong một năm tới cần phải dốc thúc mười đại đệ tử trong thi đấu đại giác lần này nhiều hơn không thể để bốn tông tiếp tục xếp hạng chót trong thi luyện sinh tử nữa nét tươi cười trên mặt chữ môn manh quỷ tông chợt tắt những linh sư khác nghe như vậy đều biến sắc tất cả đều vâng một tiếng được rồi thời gian đó không còn sớm nữa rồi ta cũng nên tuyên bố chuyện ngày mai mười đại đệ tử chiến đấu thôi. Trưởng môn manh quỷ tông thấy như vậy gật gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, đang định bay ra khỏi ngọc đài, chính thức tuyên bố tên của mười đệ tử đứng đầu và trận thi đấu tranh vị trí xếp hạng vào ngày mai. Nhưng mà đúng lúc này, ở một hướng khác trên bầu trời bên ngoài ngọn núi, bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Tiếp đó, lớp sương mù nồng đậm tản ra, một con chim quái dị năm màu thân dài mấy trượng từ trong đó bay phút ra, Đầu nó trông giống như là đầu kền kên, kền, nhưng mà lông đuôi lại rất dài, đồng thời có một cặp móng vuốt cổ quái cực lớn, màu đỏ tươi như máu vậy. Quái cầm này vừa xuất hiện liền bay thẳng đến núi đá, điều này đương nhiên khiến cho không ít đệ tử nhìn thấy đều kinh hãi một trận. "Không cần phải hoảng sợ, đây là linh cầm của ngạn sư thúc thổ các ngươi." Trưởng môn manh quỷ tông vừa nhìn thấy quái cầm này cũng giật mình, nhưng lập tức lớn tiếng trấn an một câu. Giọng nói của lão quanh quẩn không ngớt trên không trung ngọn núi đá lúc này những đệ tử phía dưới mới chợt hiểu ra nhau nhau dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía quái cầm ngũ sắc đang bay đến gần chuyện có liên quan đến trong tông còn có một vị sư thúc tổ thần thông quảng đại đương nhiên là mỗi người đều biết nhưng vị sư thúc tổ này lại chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác nghe nói ngay cả các vị linh sư trong tông cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy chân thân của vị sư thúc tổ này vì vậy càng làm cho mọi người có cảm giác vị trưởng bối cao nhất trong tông này thêm mấy phần thần bí rất nhanh sau đó, quái cầm đã bay đến trên ngọc đài. Sau đó nó lượn một vòng trên không trung. Bỗng nhiên một bên móng vuốt màu đỏ máu đang nắm chặt chợt buông lỏng ra. Một quả ngọc giảng màu xanh lá từ trong đó rơi ra. Sau đó nó không hề dừng lại một chút nào, đập mạnh cánh bay ngược lại hướng mà nó vừa bay đến. Mặt mũi trưởng môn manh quỷ tông tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng một tay cũng chợp vào hư không một cái. Ngọc giảng vèo một tiếng đã bay vào trong tay. Sau đó lão nhanh chóng áp nó lên trên trán một lát sau quả ngọc giản màu xanh lá bắt đầu chớp lóe lên linh quang nhàn nhạt nét mặt của trưởng môn manh quỷ tông nhanh chóng thay đổi từ ngạc nhiên sang cực kỳ giật mình những người khác thấy như vậy không kìm được mà liếc mắt nhìn nhau trưởng môn sư huynh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy sau khi nhìn thấy trưởng môn manh quỷ tông bỏ ngọc giản trên trán xuống sở kỳ là người đầu tiên không nhịn được mà hỏi ngã sư thúc truyền lên tới không cần tiếp tục tiến hành thi đấu xếp hạng nữa ngày mai mười đại để thiếu vừa chọn xong lập tức khởi hành tiến về đảo phục giao Chưởng môn manh quỷ tông chần chừ một lúc lâu mới nói ra một câu làm cho mọi người thất kinh cái gì vì sao ngạn sư thúc lại truyền xuống mệnh lãnh như vậy chứ hơn nữa còn cho đám cạn nhi đi đến đảo phục giao làm cái gì chứ sở kỳ cực kỳ giật mình hỏi ừ, sư thúc vừa mới nhận được phi thư của linh ngọc thượng nhân cửu khiếu sơn đưa tin trong thư nói rằng lúc trưởng lão hóa tinh kỳ của thiên nguyệt tông và huyết hà điện trong khi thủ giết con yêu dao kia đã phát hiện ra một cửa giàu bí cảnh chưa được biết đến ở miệng núi lửa trên đảo phục dao nhưng mà cửa dạo này bởi vì bị con yêu dao kia quấy rối đã hỏng mất hơn nữa rồi hiện tại chỉ có đệ tử thu chi linh đồ mới có thể đi vào trong đó mà thôi hơn nữa cửa giàu này cần phải có các vị tiền bối hóa tinh kỳ của mấy tông môn đồng thời ra tay duy trì nếu không nó sẽ hỏng mất nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Cho nên sau khi ngạn sư thúc thỏa thuận cùng bọn họ một phen, cuối cùng quyết định mở thí luyện sinh tử sớm hơn dự định. Lần này cho phép mười đại đệ tử tất cả thông môn đi vào trong bối cảnh đó, dựa theo số lượng bảo vật mà các đệ tử này mang trở về nhiều hay ít để quyết định vị trí xếp hạng. Cho nên hiện tại chúng ta không thể lãng phí thời gian, phải mau chóng mang mượn tên đệ tử chạy tới đảo Phục Giao. Trưởng môn manh quỷ tông vừa nói vẻ mặt cũng lộ ra vẻ nung nóng Có gì phát hiện của dòng bí cảnh chưa được biết đến hả Diện tích của nó rộng bao nhiêu Có người nào đã vào đó chưa vậy Đám người sở kỳ khôi như tuyền đại hán họ lôi nghe như vậy Hầu như đồng thời kinh ngạc mà hô lên Trong sự kinh ngạc và vui mừng Đồng thời giọng nói cũng ẩn chứa một chút ý thèm muốn Cũng khó trách bọn họ lại như vậy Cái gọi là bí cảnh này Thực ra chính là một ít không gian bí ẩn Chưa từng bị phát hiện trong đó một phần là do thiên nhiên hình thành, một bộ phận còn lại là do một ít nhân vật mạnh mẽ tạo ra. Trong đó thì phần lớn những bí cảnh được tạo thành bởi nguyên nhân đầu tiên, chỉ có một ít linh dược, linh thạch và các loại thiên tài địa bảo, mức độ nguy hiểm không cao. Còn cái sau thì phần lớn đều ẩn dấu bảo vật còn sót lại của những nhân vật mạnh mẽ kia. Nhưng ở bên trong cũng có nguy hiểm rất lớn, không biết bên trong được bố trí bao nhiêu cấm chế khủng bố có thể làm cho người ta tan thành tro bụi. Bất kể là loại bí cảnh nào, một khi có người thực sự có thể có đại thu hoạch lớn từ bên trong đó trở về cũng đủ khiến cho cả một tông môn thậm chí mấy tông môn có được lợi ích vô cùng thậm chí từng xuất hiện một cái môn phái nhỏ may mắn từ trong bí cảnh nhặt được một bộ công pháp vô danh cực kỳ lợi hại từ đó chỉ trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi thực lực tăng lên rất nhiều thoáng cái đã trở thành một thế lực xưng bá mấy quốc gia xung quanh đương nhiên kỳ ngộ và nguy hiểm song song tồn tại cũng đã từng có một đại tông môn độc chiếm một bí cảnh dùng toàn bộ lực lượng của tông môn để xâm nhập bí cảnh đó kết quả là toàn quân bị diệt từ đó về sau xóa tên khỏi giới tu luyện mà bây giờ việc phát hiện ra bí cảnh cực kỳ thưa thớt hơn nửa vài loại bí cảnh có cửa vào chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi biến mất có loại bí cảnh của thời gian và cách mở ra cửa vào rất là hạ khắc và hạn chế cũng có loại bí cảnh cấm chế bố trí bên trong cực kỳ huyền diệu các tông môn căn bản không thể phá giải vì vậy mà cho dù nhìn thấy nó cũng không thể làm được gì nhưng ngay cả như vậy, mỗi lần có bí cảnh mới bị phát hiện ra cũng vẫn sẽ xảy ra một hồi gió tanh mưa máu. Có không ít tông môn bởi vì một cái cửa vào bí cảnh mới mà mạnh mẽ ra tay. Hiện tại nếu không phải bởi vì phát hiện cửa vào bí cảnh mới đang trong tình trạng sắp vỡ, căn bản là không thể độc chiếm, thì chắc chắn Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hạ Điện cũng sẽ không báo cho Manh Quỷ Tông và các tông môn khác làm gì. Bọn họ sẽ lặng lẽ giấu giếm tin tức này mà thăm dò một mình rồi chưa chỉ sư đệ nào Vấn đề các người hỏi ta đây cũng không rõ lắm nữa Ngàn sư thúc chỉ nói sơ qua về việc này mà thôi Hiện tại bởi vì phòng ngừa giảng nhất Mà lão nhân gian người đã đi trước đến đảo Phục Giao rồi Cho nên sáng sớm ngày mai Ta sẽ đích thân mang theo 10 đại đệ tử Trong thi đấu lần này đuổi theo Hoàng sư huynh, trương sư đệ Hai người các ngươi cũng thường đối am hiểu về trận pháp cấm chế Ngày mai cũng lên đường với ta đi Những vị sư đệ khác thì ở lại thủ hộ tông môn Yên lặng chờ tin tức là được rồi đây là ta dựa theo sự phân phó của ngạn sư thúc mà làm việc Chứ chỉ sư đệ nhất định phải làm tốt phận sự của mình Trong thời gian ngắn tới đây Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài việc này Chưởng môn manh quỷ tông Sau khi cười khổ một tiếng trả lời Lại nhanh chóng ra lệnh một phen Dạ, chủ môn sư huynh Hai người chúng ta lập tức trở về chuẩn bị cho tốt Nhất định sẽ không làm lỡ đại sự này Vị trương sư thúc và lão giả họ hoàng kia Sau khi nghe như vậy Dĩ nhiên là hết sức mừng rỡ Lập tức đáp ứng Sở kỳ, nữ tử họ Lâm và những người khác mặc dù có chút không cam lòng, nhưng khi trưởng môn manh quỷ tông lấy danh nghĩa ngạn sư thúc mà ra lệnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nghe theo. Lúc này trưởng môn manh quỷ tông từ trên ngọc đài bay nhanh ra, đứng vững trên không trung mà cao giọng tuyên bố. Mười đại đệ tử trong lần thi đấu đại giác đệ đã được xác định rồi. Theo thứ tự là mười người dương càng phong thiền, liễu minh lôi thần. Nhưng bởi vì một vài lý do đặc biệt Trận chiến tranh giành vị trí xếp hạng của mười đại đệ tử Ngày mai tạm thời hủy bỏ Còn nữa, từ ngày hôm nay Bốn tông bắt đầu phong sơn một tháng Trong khoảng thời gian này nếu không có mệnh lệnh trong thông Thì bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện ra ngoài Người vi phạm lập tức đuổi ra khỏi bốn tông Được rồi, ngoài trừ mười đại đệ tử ở lại Những người khác lập tức quay trở về chỗ ở đi Nghe được tuyên bố như vậy, mấy ngàn đệ tử manh quỷ tông phía dưới đều chấn động, chẳng ai hiểu ra sao. Nhưng mà dưới ánh mắt nghiêm khắc của trưởng môn manh quỷ tông đảo qua, dĩ nhiên không kẻ nào dám có chút dị nghị gì. Vì vậy tiếp theo, mọi người trước sau rời khỏi ngọn núi. Trong nháy mắt trên đỉnh núi chỉ còn lại 10 đại đệ tử mới mà thôi. Phần lớn trong đám bọn họ đều mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu, quay mặt nhìn nhau. Các ngươi không cần lo lắng Sợ chỉ ta giữ bọn ngươi lại Đương nhiên là nói rõ nguyên do của tất cả chuyện này Chuyện là như vậy Ngăn sự thúc thổ của các ngươi Trưởng môn manh quỷ tông chậm rãi kể lại sự việc Có liên quan đến bí cảnh Và thí luyện sinh tử diễn ra sớm một lượt Cả đám người liễu minh nghe xong Cũng trợn mắt há hốc mồm Bởi vì sự việc đột ngột phát sinh Căn bản không có thời gian Để các ngươi tiếp tục tiến hành khiêu chiến xếp hạng gì nữa Các ngươi phải tiến tới bí cảnh Với tốc độ nhanh nhất Cùng với những đệ tử của mấy tông môn khác Ở trong bối cảnh tiến hành thi luyện sinh tử Mà đúng ra sẽ được tiến hành vào một năm sau Thành tích của từng cá nhân trong lần thi luyện này Sẽ quyết định vị trí xếp hạng trên bi thái âm của các ngươi Quy tắc cụ thể thì khi đến nơi đó Ngàn sư thúc tổ sẽ tiếp tục nấu chi tiết cho các ngươi biết Hiện tại việc các ngươi phải làm là trở về nghỉ ngơi dưỡng sức cho thiệt tốt Sáng sớm ngày mai sẽ cùng ta xuất phát Chỉ cần trong lần thi luyện sinh tử tại bi cảnh này bốn tông có thu hoạch lớn gì, chắc chắn rằng các ngươi cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Bên cạnh đó, hiện giờ tin tức này vẫn đang phải giữ bí mật, không được tiết lộ lung tung cho các đồng môn khác biết nghe chưa. Trưởng môn manh quỷ tông vô cùng cẩn thận, nói Mười người liễu minh sau khi nghe xong mới chợt hiểu ra, mặc dù trong lòng mỗi người đều có chút suy nghĩ khác nhau, nhưng dĩ nhiên đều không người đồng ý. Sau khi trưởng môn manh quỷ tông gật gật đầu, liền xoay người bay về trên ngọc đài tiếp tục bàn bạc về sự việc có liên quan đến bí cảnh cùng những vị linh sư khác. Mười đại đệ tử cũng nhau nhau rời khỏi ngọn núi. Nửa khắc sau, Liễu Minh đã về tới chỗ ở của mình. Lúc này hắn đang bắt đầu cân nhắc sự việc có liên quan tới bí cảnh. Việc này xuất hiện thực sự đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn rồi. Liễu Minh vốn cho rằng còn có thời gian chậm rãi tu luyện gần một năm nữa mới đến lúc tham gia thí luyện sinh tử có mức độ nguy hiểm cực cao này. Nhưng thực sự là không ngờ thoáng cái thí luyện sinh tử lại sớm bắt đầu vả lại cũng tiến hành tại nơi bí cảnh phúc họa không rõ kia nữa trong loại bí cảnh không thể biết trước này e rằng tu vi và công pháp chỉ là thứ yếu mà quan trọng hơn lại là kỹ năng cảm nhận nguy hiểm và năng lực phán đoán của từng cá nhân nếu là như vậy với kinh nghiệm nhiều năm sinh tử chém giết tại hung đảo trên phương diện này có lẽ hắn mạnh hơn so với những đệ tử khác một chút mà liễu minh lại nhớ đến một vài ghi chép trong điển tịch Nói là một ít tu luyện giả lấy được các loại thiên tài địa bảo trong bí cảnh. Sau khi ra ngoài thì tu vi lập tức tiến nhanh, hắn không nhịn được mà tim đập thình thịch. Các loại thiên tài địa bảo lấy được trong bí cảnh, mặc dù theo lệ cũ, khẳng định sẽ phải nộp lại hơn một nửa cho tông môn. Nhưng chỉ cần có thể giữ lại một phần nhỏ trong đó, sợ rằng tài nguyên cần thiết cũng đã đủ để sau này mình có thể tiến giai linh sư rồi. Vì phần khả năng gặp phải nguy hiểm mà ngã xuống trong bí cảnh, năm đó khi hắn còn ở trên hung đảo, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc rồi hiện giờ cũng không quá để chuyện này vào trong lòng đạo lý câu phú quý trong nguy hiểm và càng sợ chết cái chết đến càng nhanh khi hắn còn trẻ con đã hiểu rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào cho dù có phải mạo hiểm nhiều hơn nữa cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát cả chủ yếu là xem có thể lấy được bao nhiêu lợi từ trong đó có đáng giá liều mạng một lần hay là không mà thôi liễu minh yên lặng suy nghĩ một lượt sau khi không tìm thấy bất kỳ lý do nào để tránh né lần thí luyện sinh tử này, mới bình tĩnh nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng điều tức khôi phục lại lượng pháp lực đã tiêu hao trong lúc thi đấu. Đợi đến khi canh ba vừa điểm, hai mắt liễu minh mở to ra, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, bay thẳng lên không trung ra khỏi cửu anh sơn. Vậy lát sau hắn đã hạ xuống một khu rừng cách ngọn núi cao nhất manh quỷ tông chừng ba dặm. Trong khu rừng có một mảnh đất trống trải, Lão giả béo Nguyễn Sư Thúc kia Rõ ràng hai tay đang chấp sau lưng Đứng thẳng ở đó Đệ tử bái kiến Sư Thúc Liễu Minh cuối người hành lễ Thân sắc hết sức cung kính Người tới ngành lắm Nhưng còn phải chờ thêm chút nữa mới được Nguyễn Sư Thúc hờ hững nói Hả? Sư Thúc còn hẹn những người khác nữa hả? Liễu Minh ngẩng người Đúng vậy Nó cũng là người tu luyện Minh cốt quyết giống như người vậy Đương nhiên thời gian tu luyện sớm hơn người vài năm trình độ và minh cốt quyết ngươi không thể so sánh nổi bỗng nhiên lão giả béo cười cười nói liễu minh nghe nói như vậy trong lòng hơi giật mình nhưng mà trên mặt không lộ ra chút khác thường nào vài phút sau trên bầu trời gần đó tiếng xé gió vang lên một đám mây màu xám tro hạ xuống một bóng người từ phía trên nhảy phát xuống là ngươi người này vừa nhìn thấy liễu minh lập tức biến sắc đúng là gã đại hán đồ trọc liều mạng thiếu chút nữa đến mức người chết ta sống với liễu minh ban ngày hôm nay ra là cổ sư huynh Thật đúng là trùng hợp đó Liễu Minh cũng rất kinh ngạc Đồng thời trong lòng khẽ nhảy lên một cái Trách không được mà ban ngày hắn mơ hồ cảm thấy khi tức đối phương có chút cảm giác quen thuộc không hiểu nổi Hóa ra nguyên nhân là vì tu luyện cùng một loại công pháp với mình Lão nói là cho ta gặp một người cùng tu luyện minh cốt quyết Thì ra là bạch sư đệ hả? Sắc mặt cổ giác khó coi Quay đầu nhìn sang Nguyễn Sư Thúc nói <laughs> Mặc dù người tu luyện minh cốt quyết sớm hơn hắn gần năm nhưng mà qua cuộc tiểu thí ban ngày hẳn ngươi đã biết được thực lực của mình chưa bằng vị bạch sư đệ này rồi lão giả béo lại cười hăng hắc một tiếng rồi nói <laughs> chẳng qua là bởi vì trong tay ta không có linh khí thôi nếu ta cũng có một kiện linh khí thuận tay thì sao phải vận dụng cái huyết sắc quỷ cốt kiếm hao tổn rất nhiều pháp lực kia chứ đương nhiên sẽ không thất bại đơn giản như vậy được rồi cổ giác vừa sợ cái đầu trọc vừa nói có chút không phục nghe giọng điệu gã nói chuyện dường như cũng không quá mức kính sợ đối với lão giả béo Liệu mình thấy như vậy trên mặt dù vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Linh khí của bạc sư đệ của ngươi cũng không phải là do trong môn ban tặng. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi ngặt lấy một cái mà sử dụng đi. Được rồi, đừng có nhiều lời nhảm nhí nữa. Chắc ngươi cũng biết rồi. Lần này vì sao ta gọi ngươi tới đây? Sắc mặt lão giả béo bỗng nhiên trầm xuống. Lão chắc là muốn hỏi chuyện không cốt đại pháp hả? Mình có quyết vậy mà có khả năng thao túng quỷ cốt. Đây cũng là một lần trong lúc vô tình ta thử nghiệm mới phát hiện ra được. Nếu không thì lần thi đấu này Ta cũng sẽ không bỗng nhiên muốn nổi tiếng Tiến vào trong danh sách 10 đại đệ tử đâu Nhưng mà thật không ngờ lại bị bạch sư đệ Cũng cùng tu luyện minh cốt quyết ngăn lại Nhưng mà điều này cũng không tệ Ta bị người ta hiểu lầm tu luyện cái gọi là không cốt đại pháp gì đó Chắc hẳn sau đây Cũng có thể hưởng thụ mùi vị được người coi trọng một phen rồi Cụ giác thoải mái nói <laughs> Ngươi cho rằng Ngươi là người đầu tiên phát hiện Chuyện minh cốt quyết có thể thao túng quỷ cốt hả chỉ cần tu luyện trận thứ tư mình có quyết đến trình độ nhất định, bất luận là ai tu luyện công pháp này cũng đều phát hiện ra hiệu quả đó thôi. Nguyễn Sư Thúc lệ hừ một tiếng rồi nói. Cái gì? Ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra việc này hả? Vậy vì sao trước kia chưa bao giờ thấy người nào thi triển ra loại năng lực này? Cổ giác nghe như vậy, cảm thấy rất bất ngờ. Liễu Minh nghe như vậy chỉ biết trợn mắt há mầm Thần thông thao túng quỷ cốt của đối phương hóa ra lại là năng lực bổ sung khi tu luyện minh cốt quyết đến tầng thứ tư Nói như vậy thì đến khi hắn tu luyện đến từng thứ này cũng có thể có được cái loại thần thông này rồi. Sau khi ngươi trở về, có phải cảm thấy toàn thân xương cốt đau nhất vô cùng hay không? Cho tới bây giờ vẫn chưa hồi phục lại bình thường. Nguyễn Sư Thúc không trả lời thẳng vào vấn đề mà sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn hỏi lại một câu như vậy. Đúng là như vậy á. Vậy thì sao chứ? Ta chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày chắc sẽ không sao đâu. Cổ giác mơ hồ cảm giác có điều gì không ổn nhưng vẫn bướng bỉnh trả lời nếu quả thực có thể như lời của ngươi nói Ta còn lo lắng như vậy làm gì Đây cũng là vì vài ngày trước Ta nóng lòng bế quan đã quên nói trước việc này cho ngươi biết Các đệ tử trước khi tu luyện minh quốc quyết Sở dĩ không hiển lộ ra loại năng lực này trước mặt người khác Đó là bởi vì Nếu không thể luyện thành hoàn toàn tầng thứ tư Trước khi vận dụng thần thông này Sẽ bị tổn hao tuổi thọ và cơ thể Dù sao loại năng lực này Giống là sau khi thân thể hoàn thiện tới trình độ nhất định Mới có thể thi triển được Hôm nay ngươi gắn gượng vận dụng năng lực này Thậm chí ngày cả huyết sát âm cốt kiếm cũng ngưng tụ ra rồi Chỉ sợ tối thiểu sẽ giảm bất 10 năm thọ nguyên Nếu như ngươi thực sự xảy ra vấn đề gì lớn Sau này ta biết nói cái gì với mẹ của ngươi đây chứ Lão giả béo biến sắc bỗng nhiên hạ dụng quát lớn Cũng chỉ là mất 10 năm thọ nguyên mà thôi Cái này cũng không tính là gì Vì phần mẹ ta thì căn bản bà sẽ không biết việc này đâu Giả lại nếu năm xưa không phải là cậu truyền thủ bộ minh cốt quyết này để tu luyện Ta căn bản không thể sống được tới bây giờ rồi Gã trại hán đầu trục trầm mặt trong một thoáng Sau khi liếc nhìn Liễu Minh Mới mỉm cười lớn một tiếng rồi trả lời Người biết như vậy là tốt rồi Năm xưa ta bị buộc phải bất đắc dĩ Truyền thụ cho ngươi bộ minh cốt quyết này Chỉ là vì cứu tính mạng của ngươi Không phải là muốn thấy ngươi lấy ra để tranh giành hơn thua Cùng người khác như vậy Nhưng mà ta phải nói lại lần nữa Bộ minh cốt quyết này có chỗ thiếu hụt không nhỏ Nếu không thể giải quyết vấn đề kia trước Ngươi quyết định không thể trùng kích cảnh giới linh sư Ngươi về trước đi Ta còn có chuyện muốn nói riêng với Bạch Sư Điệt Cuối cùng thần sắc của lão giả dạ béo mới hòa hoãn lại một chút rồi nói. Lúc này gã đại hán đầu trọc nghe xong liền trở nên nhu thuận hơn. Sau khi gật gật đầu mấy cái, liền bấm niệm pháp quyết bay lên không trung đi khỏi nơi này. Liệu mình có chút rung rung nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quan hậu giữa ta và cổ giác chắc là ngươi cũng đã hiểu được rồi. Không còn cần giải thích thêm gì nữa chứ. Ánh mắt lão giả dạ béo rốt cuộc nhìn về phía Liễu Minh bình tĩnh hỏi. Quan hệ giữa cổ sư huynh và sư thúc Đệ tử đương nhiên hiểu rõ rồi Nhưng chuyện liên quan tới vấn đề chủ thiếu hụt minh cốt quyết là chuyện gì vậy Không phải sư thúc cố ý nói trước mặt ta đấy chứ Liễu Minh cười gượng một tiếng bèn hỏi <laughs> Ta biết người sư được là người thông minh Hoàn toàn chính xác đó. Đêm nay ta cố ý gọi hai người các ngươi tới đây Mục đích là để thuận tiện nói cho các ngươi biết thêm một chút Dù sao hiện giờ Toàn bộ những người tu luyện minh cốt quyết trong tông Cũng chỉ còn lại hai người các ngươi mà thôi nếu nhiều người ngồi cũng tu luyện minh cốt quyết tới tầng thứ tư Ta tự nhiên cũng phải nói cho người biết chuyện có liên quan tới công pháp này rồi Nếu không thời điểm người tùy tiện trùng kích cảnh giới linh sư nó không chừng chính là ngày ngươi mất mạng Lão giả béo cười hăng hát một tiếng rồi nói Kính xin sư thuốc chỉ điểm cho Trong lòng liễu minh âm thầm nhảy dựng lên Từ khi hắn biết rõ tu luyện mấy tầng đầu của bộ minh cú quyết này Đúng là không gặp bất kỳ bình cảnh nào Trong lòng đã mơ hồ có cảm giác rất không hợp lý rồi nếu công pháp này thực sự mà xuất sắc như vậy, chỉ sợ trong tông môn đã nhân rộng ra từ lâu rồi, hà tất phải lén lén lúc lúc truyền thụ cho hắn như vậy chứ. Hết tập 20 của bộ truyện Ma Thiên Ký, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lach Radio.